Chào mừng quý hàng quay trở lại với kênh Địa ốc FT Home. Hiện tại Tuấn đang có mặt tại ở đây là quý hàng nhìn chắc cũng quen. Nếu mà quý hàng nào theo dõi qua kênh của Tuấn nhiều thì ở đây là hiện tại là dãy nhà full house. Ở bên Tuấn lúc trước có làm rất là nhiều clip review về căn nhà bên này. Thì hiện tại là đã có người dọn về ở và sinh sống ở đây đông đúc rồi. Tất cả dãy nhà của full house thì đều có người dọn về ở rồi. Và hôm nay thì Tuấn đang có mặt ở đây để giới thiệu cho khách hàng một sản phẩm mà vừa mới được nhận ở bên Tuấn để bán cho khách hàng trong dịp Tết này. Thì cái lô đất này sẽ được bán trước Tết và sau Tết sẽ được chắc sẽ được xây dựng lên và bán nhà như thế này. Tại vì ở đây là đang sau gần tới Tết rồi nên đang muốn bán để cho anh em có hoa hồng, có tiền để về ăn Tết, nên đang thanh lý cái lô này với giá rất là rẻ. Thì ở đây hiện tại lô đất này đang có giá là 1.500, có chiều diện tích là 1.500,5 và dài 20.3. Đó, tổng cộng diện tích của chúng ta là lên đến 109m². Và đặc biệt cái lô này ở trên cái sổ hồng Tuấn sẽ hiển thị trên màn hình đó, quý hàng có thể thấy ở trên sổ hồng của chúng ta, ở đường ở phía trước là đường đường lối đi công cộng, và ở bên hông chúng ta sẽ có một cái đường đan 3.2m. Tức là cái lô của chúng ta sẽ là lô gốc và nằm ở ngay vị trí gốc luôn. Đó, thì một cái lô gốc thì khách hàng có thể mở cửa ở bên hông đó và mở cửa ra, nó rất là thoáng mát, tương tự như căn ở đối diện. Thì cái đường đó sẽ nối từ đây ra tới ngoài cái đường ở bên kia, và đường bên kia là đường thông như thế này. Đó, chúng ta sẽ xây nhà y chang căn bên kia, nó sẽ được xây như vậy, vẫn sẽ được hoàn công. Là diện tích ở đây là 100m², nên chúng ta sẽ được xây 80% tổng diện tích của chúng ta sẽ xây được tương tự như căn phía bên này đó. Thì chúng ta sẽ được xây gồm một trệt hai lầu hoặc là hơn, đó là cái quy hoạch ở khu vực này. Thì với một cái lô đất như thế này hiện tại đang có giá rất là ưu đãi, đó là giá chỉ khoảng 1.1 tỷ thôi là khách hàng đã sở hữu một cái lô đất như thế này. Và khi khách hàng mua cái lô đất này mà muốn xây dựng nhà lên thì bên Tuấn sẽ hỗ trợ cho khách hàng bản vẽ thiết kế 3D miễn phí cho khách hàng đến khi nào khách hàng cảm thấy ưng ý, và chúng ta sẽ tiến hành xây. Và khi mà xây cái căn nhà lên này lên á, nếu mà xây một trệt một lầu thì giá nó cũng sẽ nằm ở đâu đó là khoảng 1.8 tỷ, 1.9 tỷ là khách hàng có thể xây được một căn nhà một trệt một lần ưng ý và đẹp rồi. Thì một cái căn nhà nằm ở ngay lô gốc, ở khách hàng có thể mở cửa ở phía bên hông là sẽ tạo cho căn nhà cảm giác thoáng mát và mát mẻ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là ở phía bên này, lúc trước Tuấn vừa nói là dự án ở phía bên này là đang được phân lô và đang chuẩn bị được triển khai. Tại vì khu vực này là khu vực được quy hoạch, đó là khu vực dân cư, nên ở đây có rất là nhiều dự án. Và phía bên trong kia và phía trước chúng ta là cái đường, hôm qua Tuấn đã làm clip thì khách hàng có thể thấy là đã làm đường lại rồi. Đó, trắng bê cho đường làm bằng đường nhựa rất là đẹp luôn. Và xe tải, xe ben, xe 3 chỗ đi chuyển thoải mái. Và từ cái lô đất này đi ra đường đi nước tiện ở ngay đó là chỉ khoảng 300m thôi là quý khách hàng đã ra tới đường đi nước tiện. Đi xe thì đó khoảng 2-3 phút thôi là khách hàng đã ra ngoài đó, ngay chợ luôn. Khách hàng có thể mua tất cả mọi thứ, như ở đó có siêu thị, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, và nói chung là đầy đủ những cái tiện ích mà phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Đó, hiện tại cái lô này đang thanh lý giá cực kỳ rẻ. Với hàng ở nhận nhanh tay, nhấc máy và liên hệ với Tuấn có số 0949698534 được hiển thị trên màn hình đó. Và hiện tại thì ở ngay đây đầu đường thì bên Tuấn cũng đang có một căn nhà đang cần thanh lý gấp. Đó, nó mới xây thôi và đang được sơn. Thì với hàng muốn mua về, muốn thiết kế lại màu sơn và màu gạch theo ý của mình thì cũng được. Thì đó là những cái sản phẩm mà hiện tại còn lại sau Tết và đang được thanh lý và có nhiều chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng. Thì khách hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với Tuấn qua số hiển thị trên màn hình đó. Cảm ơn khách hàng đã theo dõi hết video này. Hẹn khách hàng trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.